Năm 2001, vợ chồng Trương Dũng chuyển đến sống tại chung cư ở thành phố Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Từ khi họ đến, ống nước thải tòa nhà thường xuyên bị tắc do đổ thịt vụn xuống cống khiến mọi người thường xuyên than phiền. Ngày 12 tháng 2 năm 2002, vào dịp Tết Nguyên đán, Trương Dũng bỏ tiền thuê thợ thông cống. Khi lấy vật mắc kẹt trong đường ống, người thợ phát hiện đây là mảnh thịt người và vội vàng báo cảnh sát. Theo lời khai ban đầu, gia đình Trương Dũng làm phá lấu nên họ thường tiện tay vứt thịt hỏng xuống cống. Tuy nhiên, cảnh sát nghi ngờ lời khai của Trương Dũng nên đã tìm đến nhà và phát hiện hai vợ chồng đã dọn đi. Bên trong căn hộ, nhà vệ sinh được tẩy rửa cẩn thận nhưng vẫn còn sót lại vết máu li ti. Bên cạnh đó còn phát hiện sau cửa nhà tắm là một cây dầu khá to. Lệnh truy nã lập tức được ban ra, không lâu sau đã bắt được vợ chồng Trương Dũng. Tại cơ quan điều tra, Trương Dũng một mực im lặng, còn người vợ Đàm Đông Mai ngập ngừng rồi bật khóc khai ra toàn bộ sự việc. Trương Dũng là người nghiện cờ bạc và hay đi đến vũ trường vui chơi. Khi hết tiền tiêu, hắn kết giao với những người phụ nữ ở sòng bạc, vũ trường. Bằng nhiều thủ đoạn, ông mời họ đến nhà chơi, sau đó dùng thuốc mê đánh ngất và giết hại để chiếm đoạt tài sản. Số lượng nạn nhân lên đến 10 người, đều là phụ nữ, trong đó có bạn gái cũ Trương Dũng. Hầu hết họ là người ngoại tỉnh và thích ra vào quán rượu, vũ trường. Vì thế khi nạn nhân bị sát hại, người thân thường không biết. Vợ hắn Đàm Đông Mai ban đầu không dám báo với cảnh sát vì sợ bị trả thù, sau này trở thành trợ thủ đắc lực giúp Trương Dũng giết người. Năm 2003, dựa trên hành vi phạm tội cực kỳ tàn nhẫn, không còn nhân tính, Trương Dũng và Đàm Đông Mai bị kết án tử hình. Tuy Đàm Đông Mai đã cung cấp manh mối và danh tính nạn, nhưng xét toàn bộ quá trình gây án, cô ta không có ý định báo cảnh sát hay can ngăn Trương Dũng nên vẫn phải nhận tội tử hình.